không sao đâu, ngủ đi. Bách Lý Mặc Thần nhàn nhạt, nhạt mỉm cười, ôm Xuân Phong chặt hơn một chút. chàng đang nghĩ gì vậy? nói cho ta biết đi. cho dù không thể giúp được chàng, nhưng nói được ra, chàng cũng sẽ thoải mái hơn. Xuân Phong luôn cảm thấy hôm nay Bách Lý Mặc Thần có vẻ không dược bình thường, chỉ là không chịu nói ra mà thôi. ở bên nhau lâu như vậy, nhất cử nhất động của hắn, Xuân Phong đều đã hiểu rõ. Xuân Phong biết hắn nhất định đã gặp phải vấn đề gì nan giải nhưng lại không muốn nàng lo lắng nên đành ngậm ngùi không nói ra. Bách Lý Mạc Thần nhìn thẳng vào Xuân Phong như muốn nói mọi chuyện của hắn đều không gạt được nàng. Nói cho ta biết đi. Xuân Phong nhẹ nhàng lắc lắc thân mình, có chút nũng nịu nói. Thật sự muốn nghe sao? Bách Lý Mạc Thần ngồi dậy nhìn Xuân Phong. Ừm. Vậy được, nàng biết chuyện vài ngày trước có quân báo, hẻm núi Kim Cốc bị đột nhập rồi đúng không? Ừ, ta biết, làm sao vậy? còn có vấn đề gì nữa sao trực giác nói cho xuân phong biết vấn đề nằm ở đây ừ lần này quân hung nô liên tiếp đột phá ba thành của chúng ta đã đến vũ thành quân tây bắc lần lượt bị đánh bại tổn thất nặng nề đã sắp không thể chống cự nổi bách lý mạc thần kiên nhẫn ngắn gọn giải thích tình hình chiến sự cho tinh thần lại là bởi vì vũ khí lần trước sao xuân phong đương nhiên nghĩ đến chuyện đó đầu tiên bách lý mạc thần lắc đầu nói không phải lần này là một loại vũ khí mới, cực kỳ lợi hại, có thể tấn công từ rất xa, hơn nữa uy lực cực lớn. Vũ khí tấn công tầm xa uy lực mạnh mẽ. Xuân Phong tò mò, chẳng lẽ là nỏ? Nếu chỉ là máy bắn nỏ thì Bách Lý Mạc Thần sẽ không phải lo lắng sầu khổ như thế. Đúng vậy, thứ đó có thể nổ tung, gây ra hỏa hoạn, phát ra tiếng vang như sấm, Bách Lý Mạc Thần lại nói. Nổ tung, có lửa, phát ra âm thanh lớn, Xuân Phong lặp lại lần nữa, nhưng sau khi lặp lại, liên bị dọa sợ thứ hắn vừa tả không phải là bom sao sao ở thời đại này lại có bom chẳng lẽ có một người khác giống nàng đến từ thế giới hiện đại xuân phong không biết nên vui hay buồn cuối cùng nàng cũng có người có thể nói chuyện chung nhưng nếu người kia ao bên kia chiến tuyến là kẻ thù của nàng thì phải làm sao bây giờ xuân phong trong lòng hỗn tạp cảm xúc cực kỳ rối rắm xuất thần ngồi trên giường xuân phong xuân phong Bách Lý Mạc Thần gọi Xuân Phong nhiều lần nhưng nàng đều không phản hồi, liền cua tay qua lại trước mặt nàng. a à, có chuyện gì vậy? Xuân Phong hoàn hồn hỏi. Nàng làm sao vậy? Ta gọi nàng nãy giờ, nàng mãi không trả lời, Bách Lý Mạc Thần cau mày hỏi. Ta chỉ đang tưởng tượng thứ chàng nói trông như thế nào, rốt cuộc là thứ gì thôi. Xuân Phong cười nói dối. Ừ, bổn vương đã nghĩ cách sai người lấy một cái về nghiên cứu, xem có thể làm cái tương tự không nàng nghĩ là có được không? Bách lý mặc thần thăm dò hỏi Xuân Phong. Ừ, ý ta cũng là vậy. Xuân Phong gật đầu đồng ý với hắn, sau đó quay người nói tiếp. Nhưng chuyện chàng kể làm ta nhớ đến pháo mà chúng ta thường dùng để ăn mừng năm mới. Nhưng thứ đó chỉ để cho đẹp, không thể đả thương người, không thể có uy lực lớn như vậy được. Ta nhớ khi còn nhỏ ở trong làng có một người thợ làm pháo. Ta thường xem ông ấy làm pháo. Ta đoán thứ này cũng có nguyên lý giống như loại pháo này. Sơn Phong cố tình hướng dẫn Bách Lý Mạc Thần suy nghĩ theo hướng này để mở đường cho những phát minh sau này của mình, tránh bị nghi ngờ. Nói đến đây, Bách Lý Mạc Thần thật sự cảm thấy thứ này thật sự rất giống pháo. Chỉ là tiếng pháo tương đối nhỏ, không mang tính nguy hiểm. Thực ra Sơn Phong khá kỳ lạ, ở thời đại này đã có pháo rồi, vậy tại sao lại không có vũ khí như thuốc ổ? Lúc chế tác pháo, chỉ cần sẩy tay một chút, sẽ dễ dàng tạo ra vụ nổ, đáng ra uy lực thực sự của nó đã được phát hiện ra rồi chứ. Vậy tại sao? Thật ra, điều mà Xuân Phong không biết là pháo chỉ mới trở nên phổ biến trong hai năm kể từ khi cô du hành ngược thời gian, và chất lượng của những thứ này còn lâu mới có thể so sánh được với thế kỷ 21. Trước đó, đã có người biết uy lực của loại hỏa dược này, cô chế tạo nó thành vũ khí. tuy nhiên, vì thứ này quá mạnh mẽ, uy lực lớn đến đáng sợ nên đã bị những người hữu tâm che giấu công dụng chỉ để lại những công thức chế tạo pháo đơn giản đây chính là cách hồng loan lấy được những khẩu pháo này vì vậy cái gọi là người du hành thời gian khác mà xuân phong nghĩ đến thực sự không tồn tại nàng nói không sai ngày mai bổn vương sẽ phái người đi tìm mấy cao thủ có thể chế tạo pháo cùng nhau nghiên cứu bách lý mặc thần hai mắt sáng lên cảm giác như tìm được một phương hướng mới vui vẻ ôm lấy xuân phong tại sao nàng luôn thông minh như vậy Bách Lý Mặc Thần ước gì mình có thể luôn mang Xuân Phong trong túi, như vậy nếu mình có chuyện gì không rõ, liền có thể trực tiếp hỏi nàng. Bất tri bất giác, Diêu Vương uy nghiêm đã coi Vương phi của mình như một cuốn bách khoa toàn thư sống. "Vậy lúc thảo luận, chàng có thể mang ta đi theo không?" "Ta rất có hứng thú với việc này." Xuân Phong xoay người, quàng tay vào cổ hắn hỏi. "Nhưng nàng không được phép từ chối." Xuân Phong vẻ mặt ủ rũ nói. Xuân Phong đã cẩn thận tính toán đã 29 ngày, ngày mai là tròn một tháng, nàng rốt cục đã được ra ngoài, thật sự là quá tuyệt vời. Được rồi, kỳ thật, vương gia chỉ là lo lắng Xuân Phong vừa xảy thai, những ngày này thật sự là đau lòng. Nếu không phải hàng ngày đều có nhiều chuyện để phân tán lực chú ý. Sau khi giải đáp được nỗi lo lắng trong lòng, Bách Lý Mạc Thần cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ngày thứ hai, phủ quận Phù Thành tập hợp tất cả cao thủ pháo hoa trong phạm vi trăm dặm. Mọi người không hiểu tại sao Diêu Vương lại đột nhiên triệu hồi những người lao động tay chân như họ. Nhưng sau đó, họ liền biết, có người đến báo cho họ biết ai trong số họ có thể tạo ra tiếng pháo to nhất và mạnh nhất sẽ được Vương ra thưởng 500 lạng bạc. 500 lượng Đối với những người thợ thủ công như họ, đó là một con số thiên văn. Một số người thậm chí không thể tin tự nhiên lại có chuyện tốt như vậy rơi trúng đầu họ. Đến khi 500 lạng bạc sáng lóa thực sự được đặt ở đó, mọi người mới thực sự chắc chắn mình không phải đang nằm mơ. Lập tức, một đám liền tích cực lôi ra hết kỹ năng, vô cùng bận rộn, cố làm ra thứ pháo có tiếng nổ to nhất. Bởi vì vương gia không yêu cầu số lượng, chỉ cần là thứ tạo ra âm thanh to nhất, nên chưa đến một nén hương, đã có người làm xong. Nhưng cách thử pháo này quả thực rất đặc biệt, không phải là cách đốt pháo thông thường mà thay vào đó, một đầu pháo được nhét vào bụng con lợn, sau đó đốt ngòi ở một bên. Sức mạnh của những quả pháo này có thể được đánh giá qua mức độ phân mảnh của bụng lợn. Mọi người đều rất ngạc nhiên trước cách làm này. Mọi người đều đang mang tâm trạng xem náo nhiệt, nhưng kết quả đã sớm xuất hiện. Họ đều cho rằng pháo do lục sư phụ chế tạo là mạnh nhất, có thể thổi bay bụng lợn thành từng mảnh. Những người khác chỉ có thể miễn cưỡng làm bụng lợn nứt thành một cái khe. Xuân Phong cẩn thận kiểm tra công thức làm pháo của lục sư phụ, có vẻ như có thứ gì đó khác hơn so với các công thức khác. Sau khi kiểm tra cẩn thận, Xuân Phong xác nhận trong công thức của ông có chứa thứ gì đó tương tự như kali nitrat. Không sai, thứ này chính thức là thành phần quan trọng chế tạo thuốc súng đen. Xuân Phong hài lòng gật đầu. Nhưng mà phải nói là, nếu thứ này được thay bằng amoni nitrat, uy lực của nó có thể tăng lên gấp đôi. Nhưng có vẻ như phương pháp thu được amoni nitrat không đơn giản như vậy. Kali nitrat có thể được tìm thấy trong quặng tự nhiên, nhưng amoni nitrat cần phải trải qua một loạt quá trình chiết xuất và tinh chế phức tạp. Nhưng chỉ cần tinh chế kali nitrat cẩn thận đến một độ tinh khiết nhất định, ước tính hiệu quả chế tạo bom cũng đã tốt hơn nhiều rồi. Được rồi, ta tuyên bố, người thắng cuộc lần này là lục sư phụ, Lục Hữu Hành. Theo lệnh của huyện lệnh, 500 lạng bạc được giao cho lục sư phụ. Những người có mặt đều hâm mộ và ghen tị, nhất thời ghé tai nghị luận một lúc lâu. Lục sư phụ quỳ trên mặt đất, rồi rít cảm tạ huyện Thái Gia và Diêu Vương. Ông không bao giờ nghĩ có một ngày một thợ thủ công như mình lại gặp may mắn như vậy. Sau khi có kết quả, mọi người giải tán, riêng lục sư phụ được mời sang một bên. Khi Xuân Phong vào cửa, lục sư phụ cẩn thận ôm bạc trong tay, tận hưởng cảm giác giàu có. Lục hữu hành còn không mau tới bái kiến vương gia, vương phi nương nương. Huyện Thái gia đi theo Xuân Phong và Diêu Vương, thấy vương gia đã vào mà người trong phòng vẫn cúi đầu bất động, liền chân chó hồ. À, thảo dân khấu kiến vương gia vương phi lỗ hữu hành cả kinh vương gia vương phi sao hắn ngẩng đầu lên nhìn người mới tới bị dọa đến bật người quỳ xuống đứng dậy nói chuyện xuân phong hơi giơ tay lên nói đa tạ vương phi lục hữu hành lần đầu tiên nhìn thấy người thân phận cao quý như vậy không khỏi sợ hãi đến mức hai chân run lên ngươi không cần hoảng hốt hôm nay ta mời ngươi tới đây hỏi ngươi lấy đâu ra công thức làm pháo xuân phong ôn nhu nói nhìn đối phương cả người run rẩy công thức này là từ tổ tiên chúng ta truyền lại đến đời thảo dân đã là đời thứ ba lục hữu hành thận trọng nói thế hệ thứ ba bách lý mặc thần nhướng mày pháo nổ mấy năm nay mới trở nên phổ biến tại sao gia tộc họ đã truyền thừa qua nhiều thế hệ như vậy rồi đúng vậy ông nội của tiểu nhân vốn là người nước ngoài những năm đầu ông ấy làm việc ở mỏ đá vô tình phát hiện ra mấy viên đá lạ nên đã làm ra công thức này khi nó được truyền lại cho gia phụ, cũng là lúc pháo đã trở nên phổ biến, gia phụ lại lấy ra làm pháo. Pháo do gia đình tiểu nhân làm ra phát ra âm thanh lớn nhất, nên việc làm ăn cũng thuận lợi. Hai năm trước, gia phụ qua đời, truyền nghề cho tiểu nhân. Lục Hữu Hành cúi đầu, giải thích mọi chuyện rõ ràng. Dù không biết lời này thật giả thế nào, nhưng rất có thể công thức thuốc súng có nguồn gốc từ nước ngoài. Bởi vì theo suy luận của Bách Lý Mạc Thần, thuốc súng của người hung nô có lẽ là do Hồng Loan đưa cho mà Hồng Loan cũng chính là người ở biên giới Mạc Lan Quốc. Thì ra là thế, không biết ngươi có thể đưa cho ta công thức kia không? Xuân Phong nhẹ nhàng gật đầu, sau đó không đợi đối phương phản ứng nói, yên tâm, ta sẽ không để ngươi viết không công. Ta lại thưởng cho ngươi thêm 500 lạng bạc nữa, thế nào? Xuân Phong bắt đầu thuyết phục, người bình thường có ai lại đem cách làm ăn của mình tiết lộ cho người khác chứ? Nhưng nếu ra tay một lần lớn từ đầu, có lẽ sẽ có người động tâm. Thật sao? Lục Hữu Hành quả nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời hỏi. Thật, ta đường đường là Vương Phi, sao lại có chuyện nói không giữ lời? Xuân Phong nghiêm túc gật đầu. Vậy để tiểu nhân viết, Lục Hữu Hành nghĩ đến nhiều tiền như vậy, nhanh chóng quyết định. Với một ngàn lạng bạc này, ông ta có thể mua được một tiểu viện, còn có thể mua được không ít dụng tốt. Có đất rồi, ông chỉ cần ở nhà rảnh rỗi làm người có tiền là được. Nghĩ đến chuyện vui, Lục Hữu Hành suýt chút nữa cười lên một tiếng, Cuộc đời vất vả này cuối cùng cũng có thể kết thúc. Lục Hữu Hành vừa đồng ý, Xuân Phong xua tay, lập tức có người mang bút mực tới. Cầm giấy bút lên, Lục Hữu Hành vội vàng viết công thức lên giấy, đặt bút xuống, quay người cung kính nói, "Vương gia, Vương phi mời xem qua." Hạ nhân vội vàng đem công thức cho Xuân Phong xem xét. Nàng đọc thật kỹ, thấy cơ bản đúng với quá trình làm thuốc súng. Nhưng có một thứ rất quan trọng, đó là khoáng thạch, nguyên liệu để chế tạo thuốc ổ. Lục Hữu Hành không ngừng nhìn xem vẻ mặt các quý nhân, sợ hãi quý nhân tức giận có thể lấy đầu ông ta. Nhìn thấy Xuân Phong hài lòng gật đầu, Lục Hữu Hành mới thở phào nhẹ nhõm. Còn có một việc ta muốn làm phiền Lục Sư Phụ, không biết nguyên liệu ngươi thường dùng làm pháo lấy từ đâu, đặc biệt là loại này diêm tiêu này. Xuân Phong nhìn Lục Hữu Hành, nhẹ nhàng hỏi. Diêm tiêu, Lục Hữu Hành suy nghĩ một chút, nói, ô, tiểu nhân biết, vật này kỳ thực được khai thác từ Hắc Hồ Sơn cách đây 20 dặm những thứ này ở bên kia, khắp núi đều có. Nếu ngài cần thì cứ cử người đến trực tiếp lấy là được. Lục Hữu Hành là một người thành thật, hơn nữa lại đang nói chuyện với quý nhân, không dám nói lời xảo quyệt, cho nên biết gì đều nói ra hết. Hắc Hồ Sơn cách đây 20 dặm, Xuân Phong lặp lại, cũng không xa lắm. Được rồi, ngươi có thể rời đi, nhưng ta không muốn người khác biết về Hắc Hồ Sơn. Ngươi hiểu không? Xuân Phong dành cho Lục Hữu Hành một ánh mắt cảnh cáo. Vâng, Tiểu nhân đã biết. Lục Hữu Hành cũng không phải ngu ngốc, lập tức cúi đầu đáp lại. Làm phiền, huyện lệnh nhân đưa thêm cho người này 500 lạng bạc, ta sẽ đưa lại cho ngài sau. Xuân Phong quay lại nói với huyện lệnh. Vương Phi khách khí rồi, hạ quan không dám. Huyện lệnh khách khí đáp lại, rồi quay người đi lấy tiền. Lục Hữu Hành vui vẻ, mắt gần như nheo lại thành một đường mỏng, chân như có gió, lướt đi. Thời gian không chờ đợi ai. Sau khi Lục Hữu Hành rời đi, Xuân Phong lập tức yêu cầu Bách Lý Mạc Thần cử người đến mỏ Hắc Hồ Sơn. Toàn bộ quá trình, Bách Lý Mạc Thần gần như im lặng, nhìn Xuân Phong cùng Lục Hữu Hành đàm phán. Ánh mắt hắn nhìn Xuân Phong đầy sủng nịnh, nha đầu này càng lúc càng có phong phạm vương phi, không tồi. Diêu Vương phái 5000 quân, trong vòng 3 ngày đã thu thập được một lượng lớn diêm tiêu. Với sự giúp đỡ của Lục Hữu Hành, họ đã nhanh chóng thu thập đủ các nguyên liệu khác. Xuân Phong bắt đầu chuẩn bị thử chế tạo chất ổ cải tiến của mình, điều quan trọng nhất trong việc chế tạo chất ổ chất lượng cao là tỷ lệ phải được kiểm soát chặt chẽ. May mắn thay, nàng có trí nhớ thần kỳ và khả năng đọc lướt siêu hạng, vẫn nhớ rõ kiến thức hóa học và nội dung lớp học vũ khí quân sự ở học viện cảnh sát. Hôm nay là tròn một tháng từ khi nàng xảy thai, không còn phải nhốt mình trong phòng nữa, chỉ là vẫn phải uống thuốc bổ dưới sự phân phó của Bách Lý Mạc Thần. Sơn Phong đặc biệt yêu cầu Bách Lý Mạc Thần tìm một nơi rộng rãi và bí ẩn, nếu phát sinh chuyện ngoài ý muốn, sẽ không ảnh hưởng đến người vô tội. Vốn Bách Lý Mạc Thần sẽ không để Xuân Phong làm loại chuyện nguy hiểm này, nhưng Xuân Phong không ngừng khuyên can, nói nàng nhất định có thể cải tiến công thức này. Lại nói dân chúng thiên hạ không thể chờ được nữa, thuyết phục một đêm, thiếu chút nữa phải hy sinh sắc đẹp mới có thể thuyết phục hắn. Nhưng cho dù Bách Lý Mạc Thần có đồng ý, hắn vẫn túc trực bên cạnh, cho đến khi Xuân Phong thành công mới thôi. Kết quả là Diêu Vương biến mất không rõ nguyên nhân mấy ngày, các lão tướng quân càng thêm có ý kiến với Xuân Phong. Hiển nhiên họ không tin Xuân Phong thật sự có thể làm ra thứ gì hữu dụng. Mau, giúp ta cho thứ này vào, nửa thìa là đủ. Lúc này, Xuân Phong khuôn mặt đen nhẻm đang trốn trong một căn nhà tạm bợ, hết lòng nghiên cứu công thức thuốc súng. Đây đã là lần thí nghiệm thứ sáu rồi. Bách Lý mặc thần một thân áo trắng cũng lấm lem mấy chỗ, nhưng vẫn cẩn thận giúp Xuân Phong điều chỉnh tỷ lệ. Được rồi, chúng ta tìm một chỗ thử xem, Xuân Phong cầm khối một khối đen thùi lùi trong tay, thuận tay sờ mũi một cái, khuôn mặt vẫn đang trắng nõn lập tức bị bôi đen, cộng với bụi bẩn hai bên má, trông nàng như một con mèo mướp nhỏ. Bách Lý Mạc Thần không khỏi mím môi, nhẹ nhàng mỉm cười. Có chuyện gì vậy? Xuân Phong nhìn hắn, khó hiểu hỏi. Không có gì, mặt nàng bị bẩn, để ta lau giúp. Bách Lý Mạc Thần vừa nói vừa đưa tay ra. Ồ, Xuân Phong nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đợi hắn lau giúp nhưng vị vương gia nào đó đã quên tay của mình cũng đều là màu đen vậy là xuân phong hoàn toàn biến thành một con mèo mướp lớn phụt bách lý mặc thần nhìn kiệt tác của mình không nhịn được cười nữa sao vậy lau không sạch à xuân phong đang nhắm mắt còn tưởng là lau không sạch được nhịn không được mà hỏi không bách lý mặc thần kịp thời ngừng cười mím môi nói còn chưa lau sạch sao xuân phong mở mắt Nhanh chóng lấy tay áo lau mặt. Nhưng khi cúi đầu xuống, đã nhìn thấy bàn tay đen to của ai đó chưa kịp giấu đi. Chàng, Xuân Phong nhìn chầm chầm vào tay Bách Lý mặc thần, sau đó nhanh chóng quay người đi tìm chậu nước. A, à, Xuân Phong gần như hét lên. Xuân Phong nhìn người trong chậu nước trước mặt trông không khác gì một con mèo đen, gần như không thể chấp nhận được, có vẻ như người kia cố ý. Trên mặt nàng có một vết đen dài từ chóp mũi đến gò má cộng thêm bốn dấu vân tay rõ ràng ở hai bên tay, chàng dừng lại, đừng chạy. Xuân Phong cúi đầu xoay người thả quả bóng đen trong tay xuống, sau đó giơ móng vuốt tóm lấy bách lý mặc thần. Vị vương gia nào đó thấy tình thế không ổn, định bỏ chạy nhưng lại bị Xuân Phong chặn lại, ngoan ngoãn đứng ở đó. Ta phải lau lại. Xuân Phong khịt mũi nói. Được, bách lý mặc thần chỉ đứng ở chỗ đó, nhìn Xuân Phong chậm rãi giơ tay lên. Ngay khi móng vuốt của Xuân Phong chuẩn bị chạm vào đôi má tuấn lãng của hắn, hắn hoàn mỹ xoay người một cái, dễ dàng né được. Sau một đòn thất bại, Xuân Phong càng trở nên không cam lòng, tiếp tục tăng tốc độ bàn tay. Ban đầu chỉ là mấy động tác thông thường, nhưng cuối cùng lại biến thành một hồi cuồng ma loạn vũ. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không thể chạm vào một sợi tóc nào của hắn. Hừ, chàng bắt nạt ta, không chơi nữa, Xuân Phong thật lâu không chạm được vào người kia, quay người, dậm chân tức giận rời đi. Này, lần này đổi thành vương gia kích động, không phải là giận rồi chứ. Nghĩ thế, tốc độ dưới chân không khỏi tăng lên. Kết quả là bị một chiêu đánh úp bất ngờ ập đến, hắn không kịp phòng bị, khuôn mặt đẹp trai lại cũng biến thành một khuôn mặt nhem nhuốc. Sơn Phong đột nhiên quay đầu giơ tay một cái, một vết bàn tay đen kịt che mất phần giữa của khuôn mặt, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng năm ngón tay. Ha 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 ha, Nhìn thấy khuôn mặt Tuấn Mỹ được vô số nữ nhân ngưỡng mộ lại bị chính mình hủy hoại như vậy, Xuân Phong cười không mấy phúc hậu. Buồn cười quá, ha ha ha. Xuân Phong cười đến chảy nước mắt, trông chàng như anh hùng vô diện vậy. Xuân Phong che bụng, chỉ vào mặt Bách Lý Mạc Thần, mỉm cười. Anh hùng vô diện, Bách Lý Mạc Thần không hề tức giận vì hành động của Xuân Phong mà tò mò hỏi. Đã lâu rồi hắn mới thấy Xuân Phong vui vẻ như vậy, cười không chút kiềm chế, đây mới chính là nàng, một Xuân Phong không phải kiềm chế. Đúng vậy, anh hùng vô diện. Xuân Phong gật đầu, nhịn cười nói. Tại sao là anh hùng vô diện? Bách Lý Mạc Thần khó hiểu hỏi. Hiển nhiên hắn tâm tình rất tốt, thậm chí giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bởi vì không có mặt mũi gặp người khác nên mới gọi là anh hùng vô diện. Xuân Phong buồn cười nói. Bách Lý Mạc Thần không nói nên lời. Được rồi, chúng ta đi dọn dẹp đi, Chúng ta tìm một chỗ làm thí nghiệm. Xuân Phong cuối cùng cũng ngừng cười, quay người nói với Bách Lý Mạc Thần. Ừ, Bách Lý Mạc Thần nhẹ nhàng đáp lại, đi đến chỗ bồn nước, rửa tay trước, sau đó mới mang nước sạch và khăn mềm đến, tự tay rửa mặt, rửa tay cho Xuân Phong, động tác vô cùng dịu dàng. Xuân Phong ngước đôi mắt thông minh như nước mùa thu, nhìn người đàn ông trước mặt đang nghiêm túc như đang lau bảo bối yêu quý nhất của mình. Cảm ơn, Xuân Phong không khỏi nói ngoại trừ ông nội của nàng ở kiếp trước, trong đời nàng chưa từng có người đàn ông nào đối xử tốt hay yêu thương nàng nhiều như vậy. Xuân Phong không khỏi cảm động, cũng có chút chua xót. Bé ngốc, Bách Lý Mạc Thần buông chiếc khăn mềm trong tay xuống, ôm lấy Xuân Phong vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mại của cô. Xin lỗi, Xuân Phong đột nhiên ôm lấy hắn, bắt đầu ỏa lên khóc. Cảm xúc mãnh liệt ùa đến, Bách Lý Mạc Thần không biết phải làm sao. Sao lại xin lỗi? Bách Lý Mạc Thần đột nhiên cảm thấy có chút hoảng sợ. Hắn rất không thích nghe nàng nói hai chữ xin lỗi này. Là ta không bảo vệ được con của chúng ta. Đều là lỗi của ta. Xuân Phong vừa nói vừa khóc. Chuyện này nàng đã cố chôn vùi trong lòng bao lâu, rốt cuộc hôm nay không nhịn được nữa mà bạo phát. Xuân Phong gần như không thể tha thứ cho bản thân, tất cả đều là do nàng không phân biệt được thật giả, sơ xuất mà thành. Không phải lỗi của nàng, không phải lỗi của nàng. Nghe Xuân Phong nói, Bách Lý Mạc Thần sừng sốt, hắn vẫn không thể giấu được nàng sao. Im lặng một lát, Bách Lý Mạc Thần lên tiếng an ủi. Kỳ thực, hắn cũng tự trách không kém gì Xuân Phong. Lúc đó, nếu hắn có thể tìm thấy Xuân Phong sớm hơn một chút, có lẽ. Là lỗi của ta, Xuân Phong không ngừng tự trách mình, nức nở nói. Không, là lỗi của ta, là ta đã không chăm sóc tốt cho nàng. Lỗi của ta. Bách Lý Mạc Thần cảm thấy như có một cái chùy hung hăng đập vào tim mình, cực kỳ đau đớn, cực kỳ khó chịu. Ta không biết đứa trẻ đã đến, ta thực sự không cố ý. Hu hu, Xuân Phong lại nghẹn ngào. Có những cảm xúc không thể kìm nén được, càng bị đè nén, lúc phát ra sẽ càng bùng nổ, Xuân Phong lúc này chính là như vậy. Một tháng qua, Xuân Phong luôn tìm đủ thứ chuyện để ép mình quên đi chuyện này, nhưng cuối cùng, nàng chỉ là đang tự lừa mình dối người mà thôi. Ta biết, Ta biết mà. Bách Lý Mạc Thần ôm chặt vai Xuân Phong, đau lòng. Đây là lần đầu tiên Xuân Phong gục ngã trước mặt hắn, hắn thể sẽ không bao giờ để chuyện như vậy xảy ra nữa. Khóc đi, khóc đi cho hết nỗi đau trong lòng. Khóc xong sẽ ổn thôi, sau này chúng ta sẽ có thật nhiều con. Ta hứa với nàng, chúng ta sẽ có rất nhiều, rất nhiều. Nhìn người trong tay nước mắt lã trã, Bách Lý Mạc Thần cảm thấy trong lòng cực kỳ thống khổ. Có lẽ Xuân Phong cần phát tiết, nên khóc rất lâu. Cũng đúng, kể từ khi Xuân Phong đến đây, bất kể có chuyện gì xảy ra, nàng luôn tỏ ra kiên cường, mặt luôn mang nụ cười ấm áp. Nhưng một người dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có những lúc dễ bị tổn thương. Xuân Phong mang trong mình nhiều bí mật, nên có rất nhiều điều nàng không thể chia sẻ với người, chỉ có thể giữ trong lòng, một mình chịu đựng. Ví dụ như chuyện nàng để lại người ông đã chăm sóc mình 20 năm ở lại thế giới đó, ví dụ như cô nhìn thấy ông nằm trong phòng bệnh, nhưng lại không thể làm gì lại ví dụ như một sinh mệnh nho nhỏ trong bụng nàng cứ thế mà mất đi nàng không thể giữ lại được tiếng khóc lúc này giống như xuân phong phát tiết tất cả chút bỏ mọi cảm xúc tiêu cực của hai kiếp khóc hồi lâu đến khi mắt ướt đẫm mệt mỏi xuân phong cuối cùng cũng ngừng lại ta hiện tại xấu lắm đúng không xuân phong lau đi trên mặt nước mắt ngẩng khuôn mặt đỏ bừng hỏi bách lý mặc thần không rất đẹp vẫn xinh đẹp như vậy nàng không biết nàng đẹp đến mức nào đâu Bách Lý Mạc Thần trong mắt tràn đầy nghiêm túc, không có chút giả dối. Không cho chàng cười ta. Sau khi phát tiết, Sơn Phong nhanh chóng trở lại bình thường, nàng không phải loại người chìm đắm trong quá khứ không thể tự giải thoát, cực kỳ lý trí, biết điều gì là quan trọng nhất bây giờ. Được, ta không cười, ta cam đoan, Bách Lý Mạc Thần giơ tay hứa hẹn. Được rồi, chúng ta làm thí nghiệm đi. Sơn Phong bĩu môi, xoay người nói. Nàng, nàng có sao không? Bách Lý Mặc Thần kinh ngạc nhìn Xuân Phong. Thay đổi nhanh như vậy, một người phụ nữ bình thường khóc lóc đến mức này, chắc sẽ phải về phòng ôm đau thương thật lâu. Chẳng nhẽ chàng muốn ta khóc chít à, hay là chàng coi ta là mấy tiểu thư nũng nịu kia? Xuân Phong quay lại, bất mãn nhìn Bách Lý Mặc Thần. Thực ra nàng muốn che giấu sự thẹn thùng của mình, đây là lần đầu tiên nàng khóc như vậy trong vòng tay một người đàn ông, mặc dù người đàn ông này đã là người đàn ông của nàng. Không tất nhiên ta sẽ không so sánh nàng với họ. Bách Lý Mạc Thần dùng mình, quả quyết nói, khiến Sơn Phong không khỏi bật cười. Được rồi, nhanh lên, nếu không trời sẽ tối mất. Nếu lần này không đạt tiêu chuẩn, ta còn phải làm lại. Sơn Phong thu hồi ý nghĩ đùa giỡn, nghiêm túc nói. Được, nghe lời nàng. Bách Lý Mạc Thần bọc bột đen lại, cầm sẻng, đi theo Sơn Phong. Trong thí nghiệm này, Bách Lý Mạc Thần không cho phép thêm người tham gia, chỉ cử một số người canh gác ngoại vi, đề phòng có ai vô tình đột nhập, bị thương. Các thí nghiệm của Xuân Phong đều là chôn thuốc súng trong đất. Sau khi cho nổ, sát thương của thuốc súng được tính toán dựa trên phạm vi ảnh hưởng sau khi phát nổ và độ sâu của hố trên mặt đất. Hôm nay vẫn như vậy, sau khi Bách Lý Mạc Thần đào một cái hố dưới đất, hắn chôn xong để Xuân Phong chuẩn bị kíp ổ. Với một tiếng động lớn, bụi đất bay tung khắp bầu trời, Xuân Phong quay đầu lại liếc nhìn Bách Lý Mạc Thần, trong mắt tràn đầy niềm vui. Có vẻ như họ đã thành công. Xuân Phong vui vẻ chạy tới, dùng bước chân đo đạc khu vực bị ảnh hưởng và độ sâu của hố, sau đó quay lại vui vẻ nói với Bách Lý Mạc Thần. Chúng ta thành công rồi. Thành công rồi. Bách Lý Mạc Thần cũng không khỏi bày tỏ tâm tình vui vẻ, nàng thật lợi hại. Bách Lý Mạc Thần không khỏi giơ ngón tay cái khen ngợi Xuân Phong. Chúng ta nhanh quay về đi, ta sẽ viết lại công thức và tỷ lệ, chàng tìm mấy người đáng tin cậy, Bắt đầu sản xuất hàng loạt được rồi. Xuân Phong hài lòng với kết quả của mình, nóng lòng muốn tìm người bắt đầu sản xuất. Điều quan trọng hơn là chiến trường đã không thể chờ đợi thêm nữa. Tin tức bên Vũ Thành truyền về, bên họ đã sắp không cầm cự được nữa rồi. Được rồi, hôm nay nàng trở về nghỉ ngơi một ngày đi, mấy ngày nay nàng quá mệt mỏi rồi, ta nhìn cũng đau lòng. Bách Lý Mạc Thần kéo Xuân Phong đi về, xem thái độ này, hôm nay nàng không nghỉ ngơi không được. Được, ta nghe chàng thả ta ra đi, có người đang nhìn. Đi được nửa đường, Bách Lý Mạc Thần lại một tay bế Xuân Phong lên, dọc đường bị rất nhiều người nhìn thấy, làm Xuân Phong thẹn thùng cực kỳ. Không buông, nàng là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, chúng ta quang minh chính đại, sao phải thả? Bách Lý Mạc Thần ngẩng đầu lên, dùng một loại khí thế không ai có thể phản bác nói. Nhưng Xuân Phong nghĩ đến hôn sự đó, cô lại cảm thấy xấu hổ, nàng cũng không biết thế cục rối rắm mà nàng để lại, hắn phải giải quyết thế nào. Xin lỗi chàng, trước kia ta không nên không nói lời nào mà bỏ trốn, làm chàng phải mất mặt. Xuân Phong ấy này nói. Những thứ đó đều không quan trọng, nàng chỉ cần biết, nàng bây giờ chính là vương phi quang minh chính đại của ta là được. Nàng thân là vương phi, sau này không được phép tùy tiện rời khỏi bổn vương nửa bước. Bách Lý Mạc Thần sủng nịnh ôm Xuân Phong, chậm rãi băng qua ngã tư phù thành, nhanh chóng đến huyện nhà. Cứ như vậy, Xuân Phong cả đường nghe hắn bá đạo tuyên bố, trở về phòng mình. 3 ngày sau, mẻ thuốc súng sản xuất hàng loạt đầu tiên xuất lò. Đồng thời, lô vũ khí thép đầu tiên và một lô nỏ khác cũng được sản xuất. Với những thứ này, đội quân phi hổ của Diêu Vương có thể nói là như hổ thêm cánh. Những ý kiến của cựu thần với Xuân Phong cũng tự sụp đổ. Quả nhiên là nữ tử Diêu Vương nhìn chúng, không giống người thường. Lúc này, các cựu thần mới nghĩ như thế. Sự thật đã chứng minh, không có gì hữu ích hơn việc chinh phục lòng người bằng sức mạnh. Nhưng cùng lúc đó, nhiều tin tức đáng buồn lại đến. Liêu Đông Quốc đã bố trí hơn 10 vạn tinh binh dọc biên giới, bắt đầu khiêu chiến, tình hình chiến sự hết sức căng thẳng. May mắn là Diêu Vương nhìn xa trông rộng, đã bố trí trước 10 vạn tinh binh ở bên giới Liêu Đông Quốc. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải đối phó với quân Hung Nô càng sớm càng tốt. Các huynh đệ, hôm nay chúng ta sẽ một trận tử chiến với tộc Hung Nô, các huynh đệ có sợ không? Không sợ, không sợ, không sợ chiến thần diêu vương một thân áo giáp bạc đứng trên bục sân khấu lớn tiếng hỏi chúng tướng sĩ càng thêm hăng hái hô lên không sợ tiếng hô vang dội như truyền tinh thần binh lính đến mọi ngóc ngách của phủ thành nghe được tiếng hô này người dân phủ thành vốn đã bất an đã lâu giờ phút này lại cảm thấy sôi trào được hôm nay chúng ta sẽ cố gắng thẳng tiến vương đô bách lý mặc thần rất hài lòng với tinh thần của binh sĩ lên đường diêu vương ra lệnh 25 vạn đại quân ầm ầm mà động. Lúc này, Mục Hãn hoàng tử vẫn đang tràn đầy tin tưởng chờ đợi tin vui từ Vũ Thành, nhưng lại không biết rằng mình sắp gặp họa. "Hoàng tử, không ổn rồi, hoàng tử." "Sao lại hoảng hốt như vậy? Trời sắp sập à?" Mục Hãn hoàng tử hét vào mặt người mới tới, vẻ mặt không hài lòng. "Hoàng tử, quân đội của Diêu Vương hiện tại đang tập kết, sợ là sắp tấn công qua đây." Phó tướng đến báo cáo lo lắng nói tới thì tới, bọn họ vũ khí lợi hại mới của chúng ta, họ cũng không phải chưa thử qua." Mục Hãn hoàng tử thản nhiên nói. "Nhưng hoàng tử?" "Được rồi, không cần nói nhiều nữa, truyền lệnh xuống dưới, toàn quân tập hợp, chuẩn bị nghênh chiến." Mục Hãn hoàng tử không muốn người khác dài dòng, trực tiếp ra lệnh. "Tuần lệnh, chính ngọ, cách phù thành 30 dặm, xét sinh dung trời, thỉnh thoảng kèm theo những tiếng ầm ầm như sấm sét bị bóp nghẹt." Quân của Diêu vương đầu tiên tấn công bằng pháo binh, đánh tan quân địch, sau đó tấn công bằng cung nỏ, khiến quân địch phải bỏ chạy từ phía. Những vũ khí mà quân hung nô ban đầu tự hào lại không thể chịu nổi một kích trước vũ khí mới của quân Diêu Vương. Trong trận chiến này, hơn 50 vạn quân đã chiến đấu hết mình, có thể nói là xác chít khắp nơi, máu chảy thành sông. Từ trưa ngày đầu tiên đến sáng sớm ngày hôm sau, tiếng giết chóc mới ngừng lại. Quân hung nô gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, đáng tiếc mục hãn hoàng tử đã trốn thoát, trở thành cá lọt lưới trận chiến này ở thời đại này có thể nói là trận chiến thế kỷ quy mô và tàn khốc nhất trong lịch sử vương gia vương gia chúng ta thắng rồi ha 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 vẫn là vị tướng ngay thẳng kia lúc này người lem luốc đầy máu tay cầm một thanh kiếm nhỏ giọt chất lỏng màu đỏ tươi mỉm cười nói với diêu vương tốt lắm cảm ơn các huynh đệ truyền lệnh xuống tối nay ăn uống thật đã khao thưởng tam quân bách lý mặc thần cười nhẹ hạ lệnh cảm ơn vương gia đa tạ chủ soái tướng quân vui vẻ nói rồi chạy đi truyền lệnh cách phù thành mấy chục dặm trong một thung lũng núi ẩn khuất nói đi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mục hãn hoàng tử vẻ mặt tức giận hai tay nắm lấy cổ áo hồng loan tức giận gầm lên ngươi thả ta ra thả ta ra hồng loan yếu ớt nắm lấy mục hãn tay hô lớn trong trận pháo kích trước đó của quân diêu vương một quả pháo đã rơi trúng lều của hồng loan hồng loan nghe thấy tiếng động Bước ra ngoài liền bị đạn pháo đánh trọng thương. Không chỉ bị rung chấn đến nội tạng chảy máu, khuôn mặt của nàng ta đã bị hủy, dung nhan hoàn toàn thay đổi đến mức không thể nhận dạng được. Nếu không phải Mục Hãn hoàng tử cho người kéo nàng, chắc giờ phút này nàng đã mất mạng. Cho nên lúc này Mục Hãn vương tử đang nắm lấy Hồng Loan như một con gà, nàng ta cũng không có sức chống trả. Không nói được đúng không? Vậy thì nếm thử tư vị bị bổn vương cha tén đi. Mục Hãn vương tử nhìn vẻ mặt phản kháng của Hồng Loan, ánh mắt đáng sợ như ác quỷ trong địa ngục. "Ngươi, ngươi muốn ta nói cái gì?" Hồng Loan vẻ mặt khó hiểu. "Rốt cuộc phải nói gì?" Nàng không biết gì cả. "Nói cái gì? Ngươi không biết sao? Muốn ta nhắc nhở ngươi sao?" Mục Hãn hoàng tử nguy hiểm híp mắt lại, "Vậy nói thử xem, làm sao mà loại vũ khí và công thức pháo binh này lại rơi vào tay Diêu vương?" Mục Hãn hoàng tử kết luận rằng hai thứ này đều đến từ tay Hồng Loan. Ngoài lộ ra từ tay Hồng Loan ngoài vu tộc, làm gì có ai có được vũ khí thần kỳ như vậy? Ý của ngươi là gì? Hồng Loan chừng mắt nhìn mục hãn vương tử, tràn đầy hận ý. Không phải là ngươi cùng bách lý mặc thần kết phường, diễn một tùm kịch với ta sao? Đầu tiên ngươi giả vờ dụ dỗ ta, sau đó lại giả vờ bị cảm tình của bách lý mặc thần làm tổn thương. Giả vờ hợp tác với ta, để cho ta thả lỏng cảnh giác, cuối cùng là vì kết cục ngày hôm nay đúng không? Mục hãn hoàng tử dùng một tay bép cổ Hồng Loan, nói với vẻ mặt hận thù. Ha ha ha, ngươi ngu thật hay là đang giả ngu? Hồng Loan lúc này hiển nhiên là thể lực đã chống đỡ không nổi, nhưng vẫn cười nói, ngươi đã từng gặp qua nữ nhân nào ngu ngốc như vậy chưa, thậm chí đến dung mạo cũng không cần. Ngươi nhìn bộ dáng hiện tại của ta, nếu ta thực sự là người của hắn, ta sẽ ở lại đến tận khi hắn tiến công vẫn không chịu đi, để bản thân rơi vào kết cục này sao? Trên mặt Hồng Loan đầy vết sẹo và máu, nhìn vừa khủng bố lại chật vật nữ tử khác biết bản thân biến thành dạng này sẽ phải phát đi mất. Người phụ nữ nào lại không yêu cái đẹp chứ? Nói yêu một người không cần sinh mạng sẽ rất nhiều người dám nói, nhưng nói yêu mà đến cả da mặt mình cũng không cần, e là chẳng mấy ai dám. Ở cổ đại, dung nhan của phụ nữ quan trọng đến thế nào, không phải nói cũng biết, không phải là chuyện mà Xuân Phong ở thế kỷ 21 nam nhiều nữ ít có thể hiểu được. Ngươi cho rằng ngươi nói lời này ta sẽ tin sao? Nằm mơ rõ ràng mục hãn vương tử không tin lời nói của hồng loan bây giờ hắn đã mất hết sẽ không tin tưởng ai nữa đem tất cả các công thức vũ khí và những thứ hữu ích mà ngươi biết ra đây nếu không bổn vương sẽ cho ngươi sống không bằng chít mục hãn hoàng tử ném hồng loan xuống đất nắm lấy chiếc cằm bị thương của nàng mà nói ha 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 rít ta đi rít ta đi dung nhan bị hủy hồng loan cơ bản đã không muốn sống nữa chỉ mong sớm ngày được chít Nàng không chiếm được người mình yêu, dung nhan bị hủy, một mình phản bội gia tộc, phản bội Mạc Lan, hiện tại biến thành một người xấu xí, không nhà cửa, không còn nơi nào để đi, sống còn ý nghĩa gì? Muốn chít, không dễ dàng như vậy, dám tính kế trên đầu bổn vương tử, có muốn nếm thử xem bổn vương tử lợi hại thế nào không? Mục Hãn hoàng tử nhìn Hồng Loan với vẻ mặt hung dữ, cầm lấy chiếc roi mềm do người hầu bên cạnh đưa, quất mạnh, khiến miếng gạc dính máu của Hồng Loan nứt ra. Ngay lập tức một vết sẹo bắt mắt xuất hiện trên tấm lưng trắng nõn a à, đau đớn bén nhọn truyền đến làm cho hồng loan không nhịn được mà hô lên sao ngươi có dao ra không bây giờ ngươi chỉ có một cơ hội cuối cùng thôi đánh xong mục hãn hoàng tử hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình nhìn vết thương trên lưng hồng loan lạnh lùng hỏi ta ta chỉ biết công thức chế tạo vũ khí công thức là ta trộm lấy ra từ trong tộc cũng không rõ trong đó viết gì Hồng Loan đau đến thở dốc, run rẩy một lúc mới trả lời. Không phải nàng không muốn nói, mà là nàng thực sự không biết. Những thứ này chỉ có tộc trưởng mới có tư cách giữ những, tất cả thứ nàng có đều là dựa vào thân phận thánh nữ mà trộm ra. Vốn dĩ nàng muốn dùng chiêu này để thu phục Diêu Vương, nhưng không ngờ hắn lại không hề quan tâm. Hôm nay nó lại trở thành thứ tuyệt mệnh nàng. Ngươi vẫn không chịu nói ra phải không? Mục hãn hoàng tử đứng dậy, vẻ mặt u ám nói ta thật sự không biết những thứ này là ta lén lút trộm đi thật sự hết rồi còn có thuật tạo ảo giác nhưng việc tu tập cần có thể chất đặc biệt đối với ngươi mà nói về cơ bản là a à, hồng loan còn chưa nói hết lời một roi khác đã lại đến ta thật sự không biết hồng loan đau đớn nằm trên mặt đất dên gì thánh nữ cao cao tại thượng như nàng đã bao giờ phải chịu vũ nhục thế này cho dù bị bách lý mặc thần đả thương nàng cũng chưa bao giờ phải chịu đựng nỗi đau thể xác như vậy có khi nỗi đau ngoài da thịt còn còn đau đớn thấu xương hơn cả nỗi đau do nội thương được rồi bổn vương tử cho ngươi thêm thời gian mà suy nghĩ cho cẩn thận nói xong mục hãn vương giơ tay cởi cúc quần áo trước mặt mọi người hắn ôm lấy hồng loan a à, đừng mà đừng ta thật sự không biết ta thật sự không biết làm ơn làm ơn đừng a à, cứu mạng hồng loan bị chế trụ tuyệt vọng kêu gào cầu xin tha thứ nhưng đối phương lại không có ý định thả nàng đi ngược lại hắn càng thêm cuồng bạo hết thảy mọi thứ trên người đều bị hắn xé nát hoàn toàn sạch sẽ ta không biết ta không biết trước khi lâm vào hôn mê nàng vẫn lẩm bẩm những lời này nửa giờ sau mục hãn hoàng tử hài lòng đứng dậy nói với thị vệ bên cạnh ngươi lên đi giọng điệu không hề trần trừ hoàng tử ta Thị vệ có chút kinh ngạc. Tuy bọn họ vừa mới nhìn một màn hưng phấn cuồng nhiệt, hiện tại cũng đang dục dịch, nhưng thứ hoàng tử dùng qua, họ cũng không dám động. "Ta bảo ngươi lên thì cứ lên đi." Mục Hãn hoàng tử vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt sắc bén gần như dọa đến chân thị vệ sắp nhũ ra. "Tuân lệnh." Thị vệ từ từ nói, quay đầu nhìn người phụ nữ bất tỉnh trên mặt đất. Mặc dù vẻ ngoài của người phụ nữ này đã bị hủy hoại hoàn toàn, nhưng dáng người của thực sự là hoàn mỹ, tinh xảo, hoàn toàn là một tuyệt tác. Trước đó hắn cũng đã từng thấy bộ dáng hồng loan khi còn xinh đẹp, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho người phụ nữ này. Nhưng tiếc nuối thì tiếc nuối, thị vệ vẫn vui vẻ mà lên, khoai trá phát tiết một phen. Lúc hồng loan tỉnh lại, đã là hai ba canh giờ sau, còn mơ màng nghe thấy bên người có mấy người đang nói chuyện. Quân sư đại nhân, huynh đệ chúng ta đều thèm muốn, hú chi mùi vị người này thật sự rất ngon, sao ngài không thử xem. Khụ khụ, ta không có hứng thú với chuyện này, các huynh đệ cứ vui vẻ đi. Quân sư ho nhẹ một tiếng, lạnh nhạt cười nói với các thị vệ. Ha ha, quân sư đại nhân quả nhiên là quân tử hiếm thấy. Quân sư quay đầu nhìn ra ngoài, không nói nữa. Mấy lời này khiến Hồng Loan toàn thân như bị sét đánh, hận ý trong lòng lập tức tụ lại. Tại sao? Tại sao đã hủy hoại sự trong trắng của nàng rồi, còn không tha cho nàng? Nàng hận, nàng không cam lòng, lửa giận hừng hực như muốn nuốt chọn con người nàng. Đột nhiên cổ họng chợt cảm giác hơi ngọt, một ngụm máu phun ra, Hồng Loan lại bất tỉnh. Hừ, vẫn chưa chết, thực sự là tiện nhân mệnh cứng. Mục Hãn Vương tử hung ác nhìn Hồng Loan, đầy hận ý nói: "Người phụ nữ này ngay từ đầu đã coi thường hắn, hắn đã chịu đủ rồi. Nếu nàng ta đã không còn chút giá trị lợi dụng nào, hắn đã sớm tống cô xuống địa ngục. Hiện tại lại khiến hắn tổn thất mấy trăm vạn quân, gần như đã là toàn bộ thực lực của Hung nô, hắn làm sao có thể không hận?" chuyện này đến cả để nàng bầm thay vạn đoạn cũng không quá đáng, giờ để nàng ta chịu cảnh bị ngàn người trà đạp đi. Nếu vẫn còn chưa chít, hắn sẽ để nàng lại nơi thâm sơn này nuôi sói hoang. Mối hận của mục hãn hoàng tử đối với Hồng Loan đã sâu đến mức nàng ta có cầu xin đến mức nào cũng không thể hóa giải được. Hoàng tử như hắn vẫn luôn cao cao tại thượng, sao có thể chịu đựng được bị người khác khinh thường, hú chi lại bị một người phụ nữ khinh thường suốt một thời gian dài, chính là thách thức uy nghiêm của hắn. Vương gia, thuộc hạ bất tài, đuổi theo hoàng tử mục hãn đến núi dương phủ 30 dặm liền mất dấu để hắn trốn thoát xin vương ra trách phạt vị tướng chịu trách nhiệm truy đuổi mục hãn hoàng tử mặc áo giáp đen quỳ một gối trước mặt diêu vương vẻ mặt ấy này nói không sao đâu sớm muộn gì hắn cũng bỏ chạy trận chiến ngày hôm nay tất cả tướng quân tướng sĩ đều phải vất vả rồi đêm nay hãy ăn uống thật ngon chúc mừng một phen đợi khi về kinh bổn vương nhất định sẽ thỉnh thăng tước cho các người Bách Lý Mạc Thần không hề trách cứ tướng quân mà ngược lại còn khen ngợi ông ta. Lúc này, một vị tướng trẻ khác đứng lên báo cáo với Diêu Vương, khởi bẩm vương ra, mà tướng cho rằng lần này quân ta có thể giành được thắng lợi hoàn toàn, công lao này là của Vương Phi. Nếu không có Vương Phi đưa ra phương pháp cải tiến binh khí, nghiên cứu chế tạo ra pháo binh, e là bây giờ vẫn thắng bại khó phân. Lưu Phó tướng nói không sai, nhờ Vương Phi hỗ trợ, công lao này thuộc về Vương Phi, cựu thần thấy như thế là thích hợp nhất một vị tướng lớn tuổi nhanh chóng đứng dậy phụ họa đúng vậy mặt tướng cũng nghĩ như vậy mặt tướng tán thành một người mở miệng liền có nhiều người phụ họa thấy vậy bách lý mặc thần quay đầu nhìn thoáng qua lưu phó tướng khuôn mặt bình tĩnh không nhìn ra hỉ giận đã như vậy bổn vương nhất định sẽ bẩm báo hoàng thượng tâm nguyện của các tướng quân đây thỉnh thanh thượng quyết định bách lý mặc thần nhìn các vị tướng quân thêm vài lần cuối cùng chậm rãi mở miệng vương gia sáng suốt các tướng quân cúi đầu cung kính nói. Đêm hôm đó, người dân phù thành cùng trăm vạn quân ăn mừng suốt đêm. Tin mừng truyền đến kinh thành, cả triều đình tràn ngập niềm vui. Cùng lúc đó, quân do Diêu Vương cử đi vận chuyển pháo binh và vũ khí đến biên giới giữa Ngọc Thành và Liêu Đông cũng đã lên đường. Sau một ngày ăn mừng, 10 vạn đại quân lại chuẩn bị tiến về phía Bắc, chuẩn bị tấn công vương đô của người hung nô. Lúc này, tình hình chiến sự ở Vũ Thành cũng chuyển biến tốt hơn. Những ngày gần đây, quân hung nô lại không còn dùng pháo binh tấn công mà đã có ý định rút lui. Tin tức về sự thất bại của người hung nô ở Phù Thành đã lan truyền khắp thiên hạ. Vào lúc này, lính hung nô đang chiến đấu ở Phù Thành lo lắng nhất chính là mất quê hương, làm gì còn lòng dạ nào mà tham chiến. Điều quan trọng hơn là toàn bộ pháo binh của họ đã được sử dụng hết, không còn nguồn cung cấp tiếp theo. Đây là một vấn đề lớn. Sau khi bỏ lại Hồng Loan, một hãng hoàng tử và nhóm của hắn tìm thấy một con đường hẻo lánh chạy về phương bắc trốn về vương đô nhưng trên đường cũng gặp không ít trở ngại mục hãn hoàng tử vừa trốn thoát về vương đô thì quân đội của diêu vương cũng ập đến với sự hỗ trợ của tam đại thần khí do xuân phong làm ra quân đội của diêu vương tấn công thành trì của hung nô như trốn không người thuận lợi công thành đoạt đất đầu tiên người hung nô mất 30 vạn đại quân mấy thành trì thất thủ cuối cùng quân địch đã đánh tới tận cửa nhà vua hung nô tức giận đến hộc máu mà chít tộc hung nô bên trong có nội chiến tranh giành vương vị lại thêm tranh đoạt lương thực tài nguyên trở thành một đám hỗn loạn điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho đại quân của diêu vương vương đô chia bè kéo cánh nhanh chóng bị công phá hung nô chính thức bị tiêu diệt nếu có người dẫn đầu thì đương nhiên sẽ có kẻ ăn theo ngay khi quân của diêu vương chọc thủng vương đô hung nô lưu đông cũng nhân cơ hội thôn tín các thành xung quanh hung nô giảo hoạt tranh được một miếng bánh điều đáng giận hơn là lưu đông vẫn chưa hài lòng với điều này thậm chí còn đánh chú ý lên đầu Thiên An. Nhưng trước đó, Lưu Đông không hề biết vũ khí bí mật thứ ba của quân đội Diêu Vương, đó chính là thuốc súng. Không biết Lưu Đông lấy công thức từ đâu, nhưng lại thực sự có thể làm ra nỏ và binh đao khí giới chất lượng không tồi. Quân tiếp tế và binh khí mới của Diêu Vương phải mất năm, 6 ngày mới đến được đội ngũ quân Càn Đông ở biên giới với Lưu Đông. Trước đó, hai đội quân đã giao chiến giáp lá cả, quân Lưu Đông dựa vào vũ khí tân tiến hơn, đã giành chiến thắng sau khi nhận được mệnh lệnh của vương gia quân càn đông đóng chặt cổng thành ngừng nghênh chiến tránh trong thành chờ tiếp viện điều này khiến quân liêu đông càng thêm kiêu ngạo đến ngày thứ ba quân liêu đông nhận được tin quân diêu vương đã phát minh ra một loại pháo mới mạnh hơn các loại pháo trước đây của quân hung nô tin tức vừa truyền ra trong quân doanh liêu đông lập tức nổ ra tranh chấp một phe cho rằng đây chỉ là sự cường điệu của người ngoài nhằm làm họ nhụt chí mà thôi một phe khác lại cho rằng đã gặp phải đối thủ cường đại nên thận trọng rút lui Vốn dĩ quân lính của Diêu Vương đã không phải là quân lính bình thường, không nên coi thường. Bây giờ lại có thêm vũ khí thần kỳ như vậy hỗ trợ, vẫn nên thức thời thu bình. Hơn nữa, lần này họ đi theo quân của Diêu Vương đã chiếm lợi được không ít. Tuy nhiên, chủ soái lần này của Lưu Đông phái đến rất kiêu ngạo và hiếu chiến, đối thủ càng mạnh thì lại càng muốn nấu. Hơn nữa, xung quanh còn có người đề nghị nói là không nên để Thiên An thống trị thành quen, nếu không tương lai Lưu Đông sẽ vào thế nguy hiểm. Thiên An vốn đã mạnh mẽ, nếu cứ để nó phát triển, không có gì đảm bảo sau này sẽ không đánh đến bọn họ. Nếu đã như vậy, không bằng thừa dịp hiện tại quân của Diêu Vương đã mệt mỏi mà đánh phủ đầu. Vì vậy, bất chấp sự chênh lệch về thực lực, quân Lưu Đông vẫn kiên quyết chuẩn bị để chống cự đến cùng. Đối với công việc thu thập tàn cuộc ở Hung Nô, Bách Lý Mạc Thần chỉ bổ nhiệm một vị tướng ở lại để giải quyết. Bách Lý Mạc Thần đích thân đi đuổi theo mục hãn hoàng tử đang đào tẩu. Đúng vậy, khi vương đô bị công phá, mục hãn hoàng tử đã nhẫn tâm bỏ rơi vợ con, vứt bỏ mọi thứ mà chạy trốn. Bản chất ích kỷ của con người sẽ không bao giờ thay đổi. Sao, con muốn bỏ chạy? Không biết tiếp theo hoàng tử định đi đâu? Là hoàng tuyển hay cầu nại hà? Nhìn thấy hắn một thân chật vật, không có lấy một chút phong vị cao quý ngày xưa, bách lý mặc thần trào phúng nói. Ai dám chạm vào người phụ nữ của hắn, sẽ đều phải chít. Ngươi, ngươi, Mục hãn vương tử sợ đến mức nói năng lộn lộ xộn. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng được mình đã đi đường tắt, Diêu vương vẫn tìm thấy mình. Sao ngươi tìm được ta? Mục hãn hoàng tử thật lâu mới nói ra câu này. Ngươi nghĩ thế nào? Bách lý mặc thần ngồi trên một con ngựa cao lớn, ánh mắt nhìn qua quân sư bên cạnh mục hãn hoàng tử. Quân sư lập tức cung kính chào Diêu vương, chủ tử. Ừ, lần này ngươi biểu hiện rất tốt, bách lý mặc thần hài lòng gật đầu. Quân sư, Ngươi, Mục Hãn hoàng tử đầy mặt khó tin. Quân sư đã ở bên hắn gần 10 năm, luôn trung thành với hắn, làm sao có thể phản bội hắn? Ngươi xem lại xem ta là ai? Quân sư của ngươi chắc đang đợi ngươi trên đường đến hoàng tuyển. Vừa nói, quân sư vừa đưa tay tháo mặt nạ ra người trên mặt xuống, vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi, ngươi dám? Mục Hãn vương tử trên mặt tràn đầy hối hận. Hắn không nhận ra người hắn tin tưởng nhất sớm đã bị tráo đổi ngươi biết chạm vào nữ nhân của bổn vương sẽ gặp phải kết cục gì chưa? Bách Lý Mạc Thần nheo mắt, đầy xét ý nhìn Mục Hãn Hoàng Tử. Hừ, ngươi làm gì tùy thích, ta không sợ. Mục Hãn Hoàng Tử ngẩng đầu, miễn cưỡng tỏ ra chấn định. Thật sao? Vậy để ta xem ngươi không sợ chít đến mức nào? Bách Lý Mạc Thần vừa vung kiếm vừa nói. Một tiếng vang lên, máu đỏ tươi và hơi ấm lan ra khắp sàn nhà, hai chân của Mục Hãn Hoàng Tử run rẩy vốn dĩ hắn còn tưởng rằng mình sẽ mất đầu nhưng lại cảm thấy trên tay đau đớn không khỏi tò mò cúi đầu xuống sau đó ré lên như lợn hai tay của mục hãn hoàng tử đã bị vết cắt gọn gàng mạch máu ở cổ tay vẫn đang dỉ máu mục hãn hoàng tử chỉ biết ngồi đó giơ đôi tay lên hét chói tai ngươi có biết chuyện ngươi làm sai nhất trong đời này là gì không giọng nói bách lý mặc thần thanh âm lạnh như băng ngàn năm ngươi không nên lợi dụng phụ nữ đàn ông lợi dụng phụ nữ vì lợi ích không đáng được coi là đàn ông bách lý mặc thần không đợi hắn trả lời mà tự nói nói xong lại là một kiếm nữa lần này là hai chân nhưng sau một kiếm này bách lý mặc thần không hề có động tác gì nữa chỉ cho người cầm máu cho hắn rồi trói đưa về mục hãn hoàng tử đã ngất đi vì sợ hãi và đau đớn ẩn vệ tùy ý kéo hắn đi điều chờ đợi hắn sẽ là vực thẳm đáng sợ hơn nhìn thấy mục hãn hoàng tử bất tỉnh mấy ẩn vệ không khỏi tiếc thay cho hắn. Hắn rơi vào tay vương gia, nếu được một đao đoạn mệnh thì sẽ thống khoái bao nhiêu. Diêu vương có lệnh. Tất cả các chức sắc trong triều đình hung nô nếu từng làm điều ác đều bị xử tẻo. Còn lại những người chưa từng làm điều ác, nếu đồng ý quy hàng, sẽ được giữ lại toàn bộ tài sản. Nếu không quy hàng, vẫn chống đối, sẽ bị kê biên toàn bộ tài sản hoặc bị thu làm nô lệ. Những người không quan trọng còn lại, sau khi kết thúc chiến tranh, sẽ bị biếm làm thường dân tất cả hậu duệ của vương thất sẽ bị giết không tha. Mặc dù Bách Lý Mạc Thần tàn nhẫn với hậu duệ của hoàng thất, nhưng đối với con dân Hung Nô thì lại khác. Từ đó trở đi, con dân Hung Nô cũng là con dân của Thiên An. Bách Lý Mạc Thần biết rằng mùa đông năm nay rất nhiều người Hung Nô sẽ không có lương thực, liền cam kết, phàm là người không đủ lương thực sống qua mùa đông, đều có thể cầm hộ khẩu đến nhận lương thực theo số người trong nhà. Cũng may, hiện nay các nước đều thực hiện đăng ký hộ khẩu với chính phủ nên việc quản lý sẽ dễ dàng hơn. Những gia tộc quyền lực rất không vui khi vương quốc của họ bị người ngoài cai trị, nhưng khi người nghèo nghe nói họ có thể có đủ lương thực để sống sót qua mùa đông mà không cần tốn tiền, quả thực rất hạnh phúc. Vì vậy, Diêu Vương và Thiên An đã dần dần gieo vào lòng những người nghèo khổ này một hạt sống lương thiện. Vương gia, người hung nô chỉ là một đám người không biết thỏa mãn, sao lại lãng phí lương thực cho bọn họ ăn? Một vị tướng hỏi Bách Lý Mạc Thần. Suy cho cùng, Ông cũng chỉ là một vị tướng quân chỉ biết đánh nhau, không biết chính trị, cũng không biết lấy lòng người. Bây giờ người Hung nô cũng là con dân của Thiên An, tất nhiên sẽ nhận được đối xử bình đẳng. Ngươi thử nghĩ xem, trên thảo nguyên này, vương công quý tộc nhiều hơn hay dân chúng nghèo khổ nhiều hơn? Diêu Vương hảo tâm giải thích, cuối cùng còn hỏi vị tướng quân một câu. Đương nhiên là người nghèo nhiều hơn. Tướng quân không chút do dự trả lời. Cho nên, nước có thể chở thuyền, nhưng cũng có thể lật thuyền. Vương gia nói xong, mỉm cười rời đi. Nước có thể chở thuyền, nhưng cũng có thể lật thuyền. Tướng quân lẩm bẩm câu này, trầm ngâm gật đầu. Sau khi toàn bộ quân đội được tu chỉnh lại, để lại một phần quân đội, Bách Lý Mạc Thần cùng với số binh lính và ngựa còn lại trở về nơi rừng quân ban đầu, sau đó khởi hành trở về kinh thành. Trên đường đi, Xuân Phong có chút hưng phấn, thứ nhất là vì chiến thắng vừa rồi, thứ hai là vì tâm tình sắp về nhà sau gần 3 tháng, nàng thực sự rất nhớ nhà. Vốn dĩ Xuân Phong còn tưởng rằng trận chiến này sẽ kéo dài, nhưng lại kết thúc sớm như vậy, có phần vượt quá dự liệu của nàng. Sao hôm nay nàng lại vui vẻ như vậy? Bách Lý Mạc Thần hôm nay không cưỡi ngựa, mà cùng Xuân Phong ngồi trên xe ngựa. Nhìn Xuân Phong khuôn mặt tươi sáng, hắn tràn ngập thích ý, hỏi. Ta đương nhiên vui vẻ, chúng ta thắng trận trở về, sao có thể không vui? Xuân Phong cười đáp lại. Nụ cười rạng rỡ như vậy khiến Bách Lý Mạc Thần si mê không thôi nhưng điều vui hơn nữa là chúng ta có thể sớm về nhà xuân phong nói khuôn mặt đầy nét cười ấm áp xuân phong vừa nhắc tới hai chữ nhà trên mặt bách lý mặc thần cũng tràn đầy ấm áp đúng vậy sắp về nhà về ngôi nhà chung của họ ngôi nhà mà hắn hằng mong ước được rồi vui vẻ là tốt rồi bách lý mặc thần ôm xuân phong trong lòng để nàng dựa vào vai hắn ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài tuy lúc này đang là cuối thu đầu đông bên ngoài có gió lạnh buốt xương mặt đất xám xịt vàng vọt. Nhưng trong mắt Xuân Phong, nơi này không đến nỗi hoang tàn, mà lại đại biểu cho thời điểm sắp thu hoạch đầy hy vọng. Họ đi không quá nhanh, bách lý mặc thần để Xuân Phong tận hưởng, ngắm nhìn cảnh đẹp và kỳ quan của các thành phố trên đường đi. Nhưng điều khiến Xuân Phong quan tâm hơn là cơ hội kinh doanh vô hạn trên đường đi, có cảm giác như khắp nơi đều có nơi để kiếm tiền. Khi cơ hội kiếm tiền đến, Xuân Phong dường như đã lấy lại được niềm đam mê ban đầu của mình, Chút tâm trạng không vui do sải thai để lại đã tan biến. Này, chàng nghĩ xem, chúng ta mở một vài cửa hàng ngũ cốc và một số cửa hàng đồ ra ở đây có được không? Xuân Phong hỏi Bách Lý Mạc Thần, vẻ mặt vui vẻ. Nàng muốn mang ngũ cốc giá rẻ chúng ta mua từ phía nam tới đây, sau đó mua ra thuộc giá rẻ ở đây về bán bên chúng ta à? Xuân Phong vừa nói Bách Lý Mạc Thần, hắn đã biết ý nàng là gì, cũng thấy những gì nàng nói là ý tưởng hay. Đúng vậy, chính là ý này là chúng ta có thể dựa vào tranh lệch giá ở hai nơi để kiếm lời. Ta tính toán qua, lợi nhuận rất cao. Xuân Phong hai mắt sáng ngời nói, nàng đúng là thiên tài kinh doanh. Tại sao ta lại cảm thấy việc để nàng làm vương phi của ta giống như nhân tài không được trọng dụng nhỉ? Bách Lý Mặc Thần nhìn bộ dáng tham tiền của Xuân Phong, trêu gẹo. Dengciita nói thật với chàng, ta thấy người dân Hung Nô không có nhiều đồ thiết yếu hàng ngày cho lắm, chủng loại cũng không đa dạng. Nếu chúng ta mở cửa hàng bán đồ vật ở đây, giống như cửa hàng tạp hóa, sẽ rất hợp lý. Điều này không chỉ mang lại lợi nhuận, mà còn thúc đẩy giao lưu văn hóa Bắc Nam, đồng thời giúp những người miền Bắc này hòa nhập với chúng ta càng sớm càng tốt, đúng không? Sơn Phong không chú ý đến những câu nói đùa của Bách Lý Mạc Thần, mà nghiêm túc kể ra những lợi ích của việc mở cửa hàng. Ừ, nàng nói đúng, vậy cứ làm như nàng nói đi. Ta không giỏi kinh doanh, nghe theo nàng thôi. Bách Lý Mạc Thần vỗ vỗ lưng Xuân Phong, vẻ mặt sủng nịnh. Được, vậy trở về ta sẽ bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyện này. Dọc đường chúng ta để ý xem, nói không chừng sẽ có những cơ hội khác. Xuân Phong được cổ vũ, ý chí càng thêm sục sôi. Ừ, Bách Lý Mạc Thần sủng nịnh nói, không đợi Xuân Phong nói tiếp, đã nói. Nhưng cứ thế này, sợ là chúng ta không về kịp trước đêm giao thừa. Nàng thật sự muốn giữ tốc độ này cả hành trình à. Bách Lý Mạc Thần luôn nở nụ cười trên môi, hắn đẹp trai như vậy, quả thực là làm nàng muốn giấu vào một cái túi bên người, không cho ai nhìn thấy. a à, lâu như vậy sao? Xuân Phong quên mất đây không phải là thời đại giao thông nhanh chóng hiện đại, nếu cứ đi chậm gì thế này, đừng nói là giao thừa, sợ là sang năm họ mới về đến nơi. Ừ, vậy thì, Bách Lý Mạc Thần nhìn bộ dáng ngây thơ có chút bối rối của Xuân Phong, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Vậy tốt nhất là nhanh lên đi, Xuân Phong vừa nói xong, Bách Lý Mạc Thần đột nhiên hôn lên đôi môi nhỏ đỏ như quả đào của cô. Thân thể Xuân Phong nhất thời có chút cứng ngắc, tuy rằng bọn họ sớm đã làm chuyện kia, nhưng mới chỉ một lần, lại là còn trong lúc Xuân Phong bị trúng thuốc. Sau đó xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn, rồi chuyện xảy thai, mãi cho đến bây giờ họ chưa từng làm thêm lần nào. Xuân Phong biết hắn đang suy nghĩ cho sức khỏe của mình. Hai người yêu nhau đã bị đè nén quá lâu, bây giờ giống như củi khô lâu ngày. Vị ngọt càng đậm, xuân phong có thể cảm nhận được. Trong thời tiết đầu đông lạnh lẽo này, nhiệt độ trong xe trong nháy mắt đã tăng lên đến mức nóng bừng. May mắn thay, hai người vẫn kịp dừng lại vào thời điểm quan trọng. Trên xe vẫn còn người khác. Bây giờ chúng ta đang ở đâu? Diêu Vương hỏi những người ở bên ngoài qua bức màn. Chủ tử, chúng ta sắp đến Thanh Châu Thành. Thị vệ ngoài xe cung kính đáp. Được, tối nay chúng ta sẽ nghỉ đêm ở Thanh Châu Thành. Bách Lý Mặc Thần gật đầu giọng thản nhiên vâng thị vệ ngoài miệng tuân lệnh nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ trời vẫn còn sớm như vậy sao chủ tử lại muốn nghỉ ngơi ở thanh châu chẳng lẽ là có chuyện lớn cần làm he he tất nhiên là có việc lớn vương gia nhà hắn cần phải tạo em bé chuyện này nói xem có phải là chuyện lớn không cứ như vậy cả đoàn người mới hoàng hôn đã dừng lại ở thanh châu thành ăn cơm tối xong thị vệ không thấy vương gia và vương phi của mình đâu nữa họ còn tưởng vương gia đưa vương phi đi ngắm cảnh ngày hôm sau xuân phong ngủ đến giờ ăn trưa mới tỉnh dậy toàn thân đau nhức kéo tâm trí nàng trở lại hích xuân phong không khỏi rên lên người kia thật sự là không biết tiết chế tối qua không biết nàng mấy lần suýt ngất đi giống như hắn chút hết tinh lực hai mươi mấy năm trên người nàng cả người nàng đau nhức còn đau hơn lần trước nhiều nàng tỉnh rồi à ngay khi xuân phong đang muốn dãy ruộ đứng dậy khỏi giường cửa mở ra Bách Lý Mạc Thần bưng một cái khay, trong đó là canh gà vừa nấu xong, thêm mấy món ăn kèm và cháo đặc. Bách Lý Mạc Thần vừa vào cửa liền đặt khay trong tay xuống, đi về phía Xuân Phong, vẻ mặt quan tâm. Ừ, sao chàng dậy sớm thế? Không thấy mệt à? Xuân Phong có ý tốt, quan tâm hỏi, lại không biết câu hỏi của mình đã bị đối phương hiểu thành ý khác. Nàng cho rằng ta chỉ có như vậy sao? Một con công nào đó trực tiếp dựng đuôi lên, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Chàng, được rồi, được rồi, chàng lợi lại lắm, chàng lợi hại nhất. Xuân Phong đỏ mặt, tức giận nói. Muốn ta giúp nàng tắm rửa ăn cơm không? Bách Lý mặc thần hài lòng nhìn Xuân Phong, có chút ác ý nói. Muốn, nghĩ đến hôm nay phải tiếp tục lên đường, nàng thật sự không còn sức lực, đơn giản chấp nhận hắn hầu hạ. Xuân Phong cảm giác như toàn thân đang lơ lửng, không có chút sức lực nào. Sau khi ăn xong bữa sáng tình yêu do một vị hoàng tử nào đó đặc biệt chuẩn bị, Xuân Phong cuối cùng cũng lấy lại được chút sức lực, duỗi người ở hơi, nằm dài trên chiếc giường mềm mại. Sao rồi? Nếu mệt quá thì nghỉ ngơi ở đây thêm một đêm, ngày mai hãng lên đường. Bách Lý Mặc Thần nhìn Xuân Phong lười biếng đáng yêu như một con mèo, không khỏi nhẹ giọng nói. Hùng. Xuân Phong lắc đầu như trống bỏi. Miễn cưỡng nói, không, 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 tốc độ vẫn quan trọng hơn. Nghỉ ngơi một đêm. Thôi đi, nghỉ thêm một đêm nữa, nàng không đi nổi nữa mất sao nàng lại sợ ta như vậy? Bách Lý Mạc Thần tự nhiên nhìn thấy ánh mắt Xuân Phong, cười xấu xa. Ta, ta có sao? Xuân Phong chột dạ nói, nhưng ngay sau đó liền tự tin, ưỡn ngực nói, ta sợ cái gì? Cùng lắm thì chúng ta đấu thêm 300 hiệp nữa, xem ai sợ ai. Mặc dù Xuân Phong tỏ ra mạnh mẽ nhưng nhìn qua đã thấy là một con hổ giấy, chọc một cái liền rách. Thật sao? Vậy tối qua là ai cầu xin ta thương xót, hay là bây giờ chúng ta đánh 300 hiệp nữa đi? Bách Lý Mạc Thần nhìn Xuân Phong giả vờ bình tĩnh, không khỏi muốn trêu chọc. Nhưng cơ thể hắn dường như lại không nhịn được mà xảy ra phản ứng. Chuyện gì vậy, chỉ là nói đùa thôi mà. Ừm, ừm, hiện tại vẫn nên nhanh chóng trở về. Vẫn còn chiến tranh ở Càn Đông và Vũ Thành đang chờ chàng giải quyết. Trở về Kinh Thành hãy nói chuyện đó. Nhưng, ánh mắt Xuân Phong dán chặt vào miệng Bách Lý Mạc Thần, sợ hắn sẽ nói ra điều mình không muốn nghe. Được rồi, trước tiên chúng ta trở về kinh thành đã. Thấy vẻ mặt căng thẳng của Xuân Phong, Bách Lý Mạc Thần cười sắn lạn nói. Xuân Phong trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, may quá. Nhìn động tác nhỏ của Xuân Phong, Bách Lý Mạc Thần không khỏi lấy tay che miệng, cười khúc khích. Được lắm, chàng cười ta, Xuân Phong cũng chú ý đến vai Bách Lý Mạc Thần bờ vai đang run rẩy, vẻ mặt hung dữ định tiến lên trừng phạt. Ha ha ha, Bách Lý Mạc Thần bị tinh thần cù đến cười to ra tiếng. Ồ, vậy ra chàng sợ nhột à. Xuân Phong nhìn Bách Lý Mạc Thần đang cố né tránh, vẻ mặt như phát hiện ra một châu lục mới. Hóa ra vương gia anh Tuấn tuyệt mỹ thích tỏ ra lạnh lùng cũng có điểm yếu. Lại còn là một điểm yếu rất đáng yêu. Nhận thức này thực sự khiến Xuân Phong cảm thấy dễ chịu. Nàng không nhịn được mà dựa vào ngực Bách Lý Mạc Thần, ngẩng đầu sâu xa cười. Nếu nàng cứ thế này, ta không thể đảm bảo mình có thể đợi đến khi trở về kinh thành đâu lời nói của bách lý mặc thần ngay lập tức khiến xuân phong mất đi tâm trạng có phần tự mãn chỉ thấy nàng nhanh như sóc nhảy ra khỏi bách lý mặc thần không quên nói được lần này ta tha cho chàng đó ai tha cho ai chứ bách lý mặc thần ngồi dậy vuốt thẳng những vết nhăn trên quần áo nghiêm túc nói được rồi cũng không còn sớm nữa chúng ta xuất phát nói xong hắn bước ra khỏi phòng trước nếu bây giờ xuân phong nhìn kỹ vào lưng hắn sẽ phát hiện ra cái lưng thẳng tắp đó có chút không ổn. đáng tiếc xuân phong không nhìn thấy. xuân phong chỉnh lại quần áo đi theo bách lý mặc thần ra cửa như một cô con dâu nhỏ. cỗ xe đã chuẩn bị xong từ lâu và đang đợi trước cửa quán trọ. nhưng không hiểu tại sao thị vệ lại cảm thấy hôm nay vương gia và vương phi có chút khác biệt. mà vương gia hôm nay cũng không ngồi xe ngựa cùng vương phi mà chọn cưỡi ngựa. vương gia và vương phi cãi nhau sao? những người bảo vệ nhìn nhau bối rối. Bọn họ đâu có biết, vương gia nhà họ vừa tiểu yêu tinh chọc cho một thân dục hỏa, còn đang nghẹn một bụng, chỉ có thể chọn cưỡi ngựa để bình tĩnh lại. Bách Lý Mạc Thần không biết rằng hành động của hắn sẽ khiến các vệ binh suy nghĩ nhiều như thế. Khởi hành. Bách Lý Mạc Thần dùng sức kẹp vào bụng ngựa, nhẹ nhàng vung roi, nói đi thôi, đoàn xe ngựa chậm rãi khởi hành. Cỗ xe chậm rãi di chuyển về phía trước, mặc dù bên trong xe khá lộng lẫy và thoải mái, nhưng Xuân Phong vẫn có thể cảm nhận được sự đau nhức do xe sóc. Nhưng dù thế, Xuân Phong lại ngủ thiếp đi không lâu sau khi xe ngựa khởi hành. Biết làm sao được, tối qua nàng ngủ muộn. Xuân Phong tỉnh lại đã là giờ ăn tối. Sau bữa tối, mọi người tiếp tục lên đường. Bởi vì Xuân Phong muốn về sớm, cũng muốn dành thời gian thăm thú những thành trì khác, nên họ chỉ có thể chạy như thế. Thân thể của nàng còn chịu đựng được không? Nếu mệt quá, nhất định phải nói ra, chúng ta cũng không vội lắm bách lý mặc thần nhìn bộ dáng mệt mỏi của xuân phong trong lòng không khỏi có chút hối hận đáng ra hắn nên tiết chế một chút nàng sẽ không mệt mỏi như vậy không mệt nghỉ một ngày cũng không để làm gì chi bằng về đến kinh thành rồi nghỉ một thể xuân phong vừa nướng chim trí trong tay vừa mỉm cười nhìn bách lý mặc thần đã lâu nàng không nấu ăn nhưng vẫn cảm thấy đồ ăn mình nấu ngon hơn nên nhờ lính canh săn vài con thú hoang mang về đây là thời điểm thú hoang béo nhất Sơn Phong lúc này đang nướng chín trên bếp lửa, mùi thơm nức mũi tỏa ra xung quanh. Thị vệ một bên nhìn miếng gà quay trong tay Vương Phi, miệng ứa nước miếng, bỗng cảm giác đồ ăn trong miệng giống như đang nhai sáp. Nhưng vì thân phận của Vương Phi lại có sự có mặt của Vương Gia nên họ không dám lên tiếng, chỉ có thể ngồi im mà chảy nước miếng. Sơn Phong cảm giác như có vô số ánh mắt đang theo dõi mình từ phía sau, không khỏi quay đầu liếc nhìn đám thị vệ cách đó không xa. Nhìn thấy Vương Phi quay đầu nhìn sang, đám thị vệ lập tức thu hồi ánh mắt. Sơn Phong sờ mũi buồn cười, những người này thật buồn cười. Xuân Phong lấy ra ống tre nhỏ trong tay, đưa cho Bách Lý Mạc Thần, nháy mắt với hắn. Bách Lý Mạc Thần dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn các thị vệ, các thị vệ đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sau lưng. Nhưng ngay sau đó, vương ra ném ống tre nhỏ qua, giọng nói có phần ghen tị, tự nướng đi. Mấy thị vệ nhíu mày cười lớn, vẫn là vương phi của họ tốt nhất, nhưng ánh mắt ghen tị đó của vương gia là có ý gì. Vương Phi chính tay nướng cho ngài ăn. Chúng ta cùng lắm chỉ dùng ké một ít gia vị thôi mà. Các thị vệ than khóc trong lòng. Thử xem. Lâu lắm rồi ta mới làm lại. Xem kỹ năng của ta bị thụt lùi không. Xuân Phong dơ một con chim chỉ béo núc ra. Đặt nó trước mặt Bách Lý Mạc Thần. Bách Lý Mạc Thần nhìn con gà chim nướng vàng óng ánh trước mặt. Cảm giác sự thèm ăn trong lòng bắt đầu dấy lên. Nàng ăn đi. Bách Lý Mạc Thần cầm lấy cây gậy có con chim chỉ xé một chiếc chân ra, cẩn thận lấy khăn tay bọc lại, đưa cho Xuân Phong. Ừ, chàng cũng ăn đi, Xuân Phong hạnh phúc ngọt ngào nói. Bách Lý Mạc Thần đã sớm không nhịn được, nhanh chóng bắt đầu. Hắn ăn nhanh, nhưng vẫn trông thật tao nhã. Một bên Xuân Phong thích thú gặm chân chim, một bên ngắm trai đẹp, thực sự cảm thấy mỗi ngày nấu ăn cho người đẹp cũng là một loại hạnh phúc. Bổn vương ăn uống xấu lắm à, bách lý mặc thần thấy xuân phong nhìn chằm chằm mình quay lại hỏi không rất đẹp xuân phong vẻ mặt có chút si ngốc thành thật trả lời bị ta đánh mê dược rồi sao bách lý mặc thần ngừng ăn như người về phía trước nhỏ giọng nói vào tai xuân phong đúng vậy chàng chính là một yêu tinh mê người ta thật nghi ngờ kiếp trước chàng chính là một hồ ly tinh mê người lời thì thầm bên tai khiến xuân phong rung động sau đó nàng quay đầu nhìn về phía bách lý mặc thần nói nàng dám nói bổn vương là hồ ly tinh. Vẻ mặt của Bách Lý Mạc Thần rất kỳ lạ, chẳng phải hồ ly tinh chỉ dùng để hình dung nữ nhân thôi sao. Tiểu yêu tinh này thế mà lại dùng từ này để miêu tả hắn, có phải ý là hắn không đủ đàn ông không? Xem ra vẫn chưa hầu hạ người phụ nữ này đủ. Bách Lý Mạc Thần ánh mắt đảo qua mấy lần, trong lòng thầm nghĩ. Không phải sao, Xuân Phong cười xấu xa, phản công vào tai Bách Lý Mạc Thần. Xuân Phong ngây thơ, không biết rằng một ngày nào đó nàng sẽ không thể rời khỏi giường chỉ vì lời nói này. Nàng nói sao thì là thế. Bách Lý mặc thần rốt cuộc thu hồi ánh mắt, nói một câu rồi tiếp tục ăn gà của mình. Người chiến thắng Xuân Phong cũng thu hồi ánh mắt, âm thầm gạm thịt. Bởi vì cả hai đều nhận thấy những ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa. Sau khi ngồi xe không biết bao nhiêu ngày dòng dã, cuối cùng họ cũng nhìn thấy bức tường thành cao lớn của kinh thành từ xa. Xuân Phong thực sự rất phấn khích. Chợt có cảm giác thân thu ô Xuân Phong không biết từ khi nào nàng lại có cảm giác như thế này về thế giới này Nhưng cảm giác này cũng không hề tệ Nàng vốn tưởng rằng mình sẽ lặng lẽ sống cả đời ở thế giới này Trở về Kinh Thành Điều đầu tiên nàng nghĩ đến là trở về Minh Châu Phủ Không phải nói về nhà sao Chàng đưa ta đi đâu vậy Xuân Phong hỏi Nhìn vào con đường không hướng về nhà mình Đây là đường về nhà Đừng quên Nàng hiện đã là vương phi của ta chúng ta đã kết hôn rồi, mặc dù nàng không có mặt ở hôn lễ. Bách lý Mạc thần không nói nửa câu cuối cùng, nhưng xuân phong vẫn hiểu. ngay lập tức khuôn mặt nàng hiện lên một vẻ mặt có phần mất tự nhiên. ở thời cổ đại này hẳn là không có nhiều người dám đào hôn trong hôn lễ với vương gia như nàng. a, à, xuân phong cúi đầu nói, sau đó ngoan ngoãn đi theo bách lý Mạc thần về nhà. tử quang viên của vương phi đã được dọn dẹp sạch sẽ chưa? vương gia vừa vào nhà đã hỏi quản gia đã dọn dẹp xong, thưa vương gia, vương phi có thể về phòng bất cứ lúc nào. Quản gia vẻ mặt trung thành nói. Bách Lý Mạc Thần đón Xuân Phong đi đến tử quang viên, người hầu trong phủ lần lượt đến chào hỏi. Hàm Châu và Phùng Nguyệt cũng quay lại, nhưng họ đang ngồi trên một chiếc xe ngựa khác. Tử quang viên ban đầu được Bách Lý Mạc Thần đặc biệt thiết kế cho đám cưới của họ. Mọi đồ vật và khung cảnh bên trong đều là hắn dụng tâm sắp xếp. Đáng tiếc là đến hôm nay Xuân Phong mới được nhìn thấy.